cá ru con không vâng lời mẹ. Trời mưa, sao mẹ dặn ru con, mẹ đi kiếm mồi, con ở nhà, chỉ nên chơi ở gần nhà, chớ đi đâu xa, kẻo sẽ lạc đường con nhé. Trời mưa vừa tạnh, ru con và cá cờ cùng lượn chơi trước cửa hang. Thấy một dòng nước róc rách chảy xuống hồ, ru con bảo bạn: "Chúng mình cùng vượt dòng nước nhé." Cá cờ ngắm dòng nước lóng lánh như bạc đang lách qua những đứa cỏ xanh rì chảy rì rào, rồi vẫy đuôi nói: "Nhưng mẹ tớ dặn không được rong chơi xa. Hay là chúng ta chơi quanh đây thôi, bạn cho con. Thế thì cậu hãy tìm tớ, rạch lên bờ đây này." Rồi con vươn vai, nhún mình, lấy đà phóng lên. Lên khỏi bờ, rồi con bơi theo dòng nước. Và say mê ngắm cảnh trời mây, đồng lúa. Ru con nhìn thấy một cô bướm có đôi cánh màu tím biếc thật là đẹp. Ru con liền bơi theo và hỏi: "Cô bướm ơi, cô bướm có bay nhanh bằng tôi không?" Cứ thế, ru con mãi bơi theo bướm. Nào ngờ dòng nước cạn dần rồi rút kiệt. Ru con bị mắc cạn, ru con cố hết sức mình lách đi, lách đi, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Mệt quá, ru con đành phải nằm phơi mình trên mặt đất. Nghĩ đến mẹ, ru con tủi thân muốn khóc. May thầy, chị gió nhẹ lướt qua, thấy ru con bị mắc cạn, chị dừng lại và nói: "Để chị giúp em nhé." Nói rồi, chị gió nhẹ bay đi tìm chị gió mạnh báo tin. Hai chị gió đập cánh, gọi các cô mây về. Những cô mây đang bay lang thang, bỗng nghe tin, rồi ung ung kéo đến. Bầu trời đen kịt lại. Chị gió mạnh vẫn đập cánh liên hồi. Các cô mây biến thành những giọt mưa. Trời mưa to, càng lúc càng to. Nước tràn qua các bụi bờ, tạo nên những dòng nước chảy xuống hồ. Ru con mừng rỡ, theo dòng nước bơi về. Khi ru con về đến hồ, thì gặp cá cờ đang dẫn ru mẹ đi tìm. Lo cho con, ru mẹ đã khóc đỏ cả mắt. Lúc này ru con hối hận lắm. Bạn duỗi đầu vào lòng mẹ và hứa từ nay sẽ không bao giờ đi chơi xa nữa. Câu chuyện giáo dục chúng ta hãy thể hiện sự biết ơn, tình yêu thương của mình đối với cha mẹ bằng việc vâng lời. Đừng bao giờ như bạn ru con ham chơi mà quên lời cha mẹ dặn, vì như thế sẽ làm cho cha mẹ buồn lòng về chúng ta đấy, các bạn ạ. À, các bạn thân mến ơi, nếu trong cuộc sống mà chúng ta không biết nghe lời người lớn, thì hậu quả thật khôn lường. Giống như bạn cá rô ấy, mãi mê chơi nên đã mắc cạn, tí nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Còn đây là câu đố dành cho các bạn. Câu 1: trước khi đi kiếm mồi, rô mẹ dặn rô con điều gì? A. Con đừng đi chơi xa, kẻo lạc. B. Con hãy rủ bạn cá cờ cùng đi chơi. C. Con nhớ cài then cửa chặt vào, kẻo cá sói ăn thịt. Đáp án đúng chính là đáp án A đấy. Con đừng có đi chơi xa kẻo lạc.
Chúc mừng bạn. Câu 2. Khi đôi con rủ các cờ vượt dòng nước thì các cờ có đồng ý không? A. Có. B. Không. Các cờ biết nghe lời mẹ. Mẹ bạn ấy dặn không được đi chơi xa, nên các cờ sẽ không nghe theo sự rủ rê của rô con. Vậy chúng ta cùng chọn đáp án B là không nha bạn. Câu 3. Rô con gặp nạn như thế nào? A. Rô con bị mắc câu. B. Rô con bị mắc cạn. C. Rô con gặp phải cá mập. Bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trong câu này nha. Nếu không, bạn sẽ dễ bị đánh lừa. Cùng quay lại hành trình của rô con nào. Vì mãi mê bơi theo cô bướm vàng, nên rô con đã sa vào vùng nước cạn, rồi bị vướng vào đá, không thể lách mình đi tiếp được. Đáp án chúng ta phải lựa chọn là đáp án B đó nha bạn. Câu 4. Cuối cùng rô con có thoát nạn không bạn? A. Có. B. Không. A chính là đáp án đúng bạn nhé. Vì thấy rô con mắc nạn như thế, nên chị gió nhẹ rồi chị gió mạnh đã gọi cô May về. Rồi cô May đã biến thành những hạt mưa để giúp cho rô con thoát cảnh mắc kẹt đó bạn ha. Thật may mắn. Các bạn hãy lấy rô con làm một bài học cho mình nha. Phải luôn nghe lời cha mẹ, chớ có la cà rong chơi. Hy vọng sau này bạn rô con sẽ ngoan hơn. Thôi, chào bạn nha. Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tiếng gió thổi vi vu lay động những chiếc lá. Bé mũi dài nhìn thấy một vườn hoa với muôn vàn bông hoa đua nhau khoe sắc. Hoa hướng dương có màu vàng rực, hoa hồng, hoa cẩm chướng thì